Thưa quý vị và cũng liên quan tới tiền giả, theo công an tỉnh Bắc Giang gần đây, thị trường đã xuất hiện một số loại tiền giả polymer mệnh giá 500.000 đồng, 50.000 đồng và 20.000 đồng. Cơ quan công an cảnh báo người dân cần cẩn trọng khi giao dịch nếu phát hiện tiền giả như trên và báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất. Cụ thể, cơ quan công an cho biết tiền giả polymer mệnh giá 500.000 đồng mang các series BD, BH, QZ, ZB, PPRV. Trong khi đó, tiền polymer giả loại 50.000 đồng có series EX, loại 20.000 đồng series FA. Để nhận biết tiền giả, lực lượng chức năng lưu ý hình ảnh hoa văn trên những tờ tiền này không sắc nét. Hình định vị không khớp khít, không có hiệu ứng đổi màu, lấp lánh như tiền thật. Mảng ký tự siêu nhỏ là giải mực nhòe. Cửa sổ lớn làm giả cụm số dập nổi bằng phương pháp in đặc biệt khi soi dưới đèn cực tím, số seri dọc và số seri ngang không phát quang và có thể nhìn thấy rõ cụm số mệnh giá giả dập nổi dưới đèn cực tím. Và bên cạnh đó, loại tiền giả polymer không được làm từ polymer nên không đàn hồi và các hình bóng chìm không có sự tinh xảo. Cơ quan công an lưu ý thêm nếu vút nhẹ tờ tiền thì ở tiền thật sẽ cảm nhận được các chữ in nổi cũng như độ nhám, trong khi tiền polymer giả bóng loáng hoặc không có in hình nổi. Vâng và bên cạnh đó thì người dân cũng có thể ngửi thử tờ tiền polymer thì có mùi thơm rất đặc trưng và rất dễ nhận biết. Còn tiền giả thì mùi nhựa hoặc là mùi nhựa ni lông nồng. Một cách nhận biết khác thì chúng ta cũng có thể nghiêng tờ tiền ở tiền tờ, tờ tiền thật thì sẽ đổi màu chuyển từ vàng sang xanh lá cây hoặc là ngược lại. Khi mà tiền giả không đổi màu hoặc đổi màu nhưng không đúng màu như polymer thật.